Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện với cô Lan, mẹ của cô Ngọc Như Quỳnh và hai bé Nấm và bé Gấu, hai con của chị Quỳnh. Cô Lan, cô kể lại một chút về cái lúc mà làm cái phóng sự cái bộ phim Mẹ Vắng Nhà đó, từ cái diễn trình, từ nó xảy ra như thế nào, bộ phim Mẹ Vắng Nhà. Một cái sự rất là tình cờ, cậu đi đâu á, cậu đi đâu ở dưới biển á, xong rồi cậu mới nghe nói là ở đây này có cái chị đó là chị mẹ Nấm là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như vậy á, thì cậu có tới nhà, cậu nói cô, cậu gõ cửa thì cậu nói là con có vô nhà cô được không, mới được. Xong nói đây có phải nhà chị Quỳnh không, xong nói đúng rồi, có việc gì không, đây có phải mẹ chị Quỳnh rồi, xong nói thì thôi, rồi cậu đi về. Hai ba ngày sau cậu tới thì cậu nói giờ cô à, cháu chỉ biết chị Quỳnh qua ở trên những cái mạng xã hội về tiếng tốt cũng như về tiếng phạ xấu, thì bây giờ cháu muốn biết cái sinh hoạt của cô thế nào. Thì cậu cũng tới, ban đầu thì cậu cũng tới chơi rồi bình thường, rồi bắt đầu cậu mới muốn hòa nhập trong gia đình, thì mới nói thôi con ăn lại ăn cơm với gia đình cô luôn. Chưa xong nó không, con ăn chay. Cậu ngại, cậu nói vậy xong nó thì ăn chay thì cháu sẽ ăn như vậy. Thì cậu cứ xong rồi mới nói là bây giờ con quay cho cô một cái phim này, một cái số rồi mà hình ảnh này về sau cô đưa cho chị Quỳnh coi. Xong đó mình nghĩ tại sao mình không có biết sử dụng về đó, thì tại sao mình không chấp nhận điều đó. Thì đó, thì cứ như vậy mọi việc, như Nấm với Gấu rồi cũng bị nhiều khi cũng bị đánh, rồi cũng bị la, rồi thí dụ bà dạy học mà Nấm cãi lời bà rồi bà cũng la, tối rồi bà cũng phải đợi rồi đọc kinh rồi đi nhà thờ, rồi nhiều khi cũng bận quá cũng nói thôi cậu lên đón giùm cho cháu bà về một tí. Mọi việc nó sinh hoạt rất là bình thường mà mình không nghĩ là nó thật là tới bây giờ cũng không nghĩ là nó đem. Nhiều khi mà thấy mấy cái trailer nó trời, phải lúc đó mà mình sửa soạn một tí cho nó nhìn nó lề xề quá giống mấy bà bán ve chai. Nhưng mà nói thật là lúc đó không có thì giờ, vừa lúc đó tại tôi còn mẹ già nữa cha, cho nên vừa chăm bà rồi bà ngoại thì đó, rồi vừa chăm cháu rồi vừa nấu ăn, rồi tại vì quản gia, thành là quản gia trong nhà mà là làm nhiều việc. Cho nên cứ nhớ một cái câu mà cái câu cậu của một cái cậu bạn của mình nói, con thưởng cái cảnh gì nó hay ho hay là nó gì, nhớ cái cảnh này ngày nào con tới con cũng thấy hoài. Chỉ tưởng là để dành để là nếu mà có là để chiếu để về sau cho mình coi thôi, hoặc là đánh động lương tâm thôi. Thế là mới nói thì là Nấm thì bây giờ cái phim nó ra như vậy đó, có nhiều chắc thấy bà lôi thôi lít hết rồi Nấm cười. Cái Nấm à, trong bộ phim Mẹ Vắng Nhà đó, con là một nhân vật rất là gây xúc cảm cho nhiều người. Đó, bộ phim đó hiện giờ là đang chiếu khắp trên thế giới. Khi mà con đóng bộ phim đó, con có biết là mình đang là đóng bộ phim phóng sự đó không con? Dạ không, con chỉ sinh hoạt giống như bình thường trong ngày. Lúc đó Nấm cũng không có biết là sẽ cái phim này nó sẽ ra như vậy, là cứ nghĩ là chiếu rồi, tại vì khi mà nói là bây giờ sẽ chú sẽ chiếu để cho khi nào về Quỳnh, mà mẹ Quỳnh biết là khi không có mẹ nhà là Nắm cái Gấu sẽ sống ra sao, sinh hoạt ra sao. Nhưng nó thiệt ra cũng không có sắp đặt trước, mà cũng không nghĩ rằng là cái bộ phim nó lại đi một cái bước xa như vậy. Thì như Nắm đi nhà thờ rồi thì chú cũng đi nhà thờ, rồi Nắm ăn cơm chú cũng ăn cơm, rồi Nắm giữ xe phụ bà thôi, mà không có cảnh, không biết có cái cảnh Nắm thâu tiền giùm bà không, giữ xe trả xe thâu tiền giùm bà thì chưa coi, thì chưa coi. Những người này chưa được coi cái phim đó. Năm nay á, là con bắt đầu ở lớp 7 ha. Rồi con khi mà mẹ vắng nhà như vậy đó, bây giờ con một mình con học lớp 7 thì con ước mơ điều gì? Dạ con chỉ ước là mẹ được về với con. Con để con với em được ngủ với mẹ, rồi để mẹ dắt tụi con đi chơi thôi. Con có nhớ mẹ con nhiều lắm không? Dạ có. Nếu bây giờ mà con muốn gửi một cái thông điệp gì của mẹ của con trong nhà giam á, thì con sẽ nói điều gì? Dạ con muốn nói là cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ gia đình con lúc mà mẹ con không có ở nhà. Thì có nói với Quỳnh, nói với Nấm, là tại vì giờ, tại vì nói thiệt ra với tâm trạng một người phụ nữ mà
đã lớn tuổi mà như vậy thì có thể là ngày mai bà không ngồi dậy nữa, bà có thể ngồi thì nói là nắm mà những cái điều gì mà mình có hôm nay và mình có phương tiện để mình đi ra, bà để đi ra thăm mẹ hàng tháng hoặc là mẹ bà đi như vậy là do nhiều người, đặc biệt là những người bạn bè của mẹ rồi những người đã chung tay rồi chung tay giúp bà, chứ còn với khả năng gì thì bà không thể làm nhiều hơn để cho nắm với gấu được, bà không thể nuôi gấu đến trường được và bà cũng không thể nuôi mẹ hàng tháng. Như vậy là tất cả mọi người đều chung tay, từ ở trong nước lẫn ở hải ngoại họ đã chung tay bằng những người họ ngay, những người họ biết, bạn bè, những người họ không hề biết mình nhưng mà họ vẫn thương cảm mình để họ giúp mình để cho gia đình mình nó có một cuộc sống bà không phải lo lắng nhiều. Khi ở nhà em con có thay mẹ mà chăm sóc cho em mình được chút nào không? Dạ con chỉ là dạ, lâu lâu thì con có dạy cho em học, chơi với em hoặc là tắm cho em vậy thôi. Tối con là con ngủ với bà ngoại với là em rồi. Rồi con có đút cho em ăn. À, thưa quý vị, chị Quỳnh, như chúng ta đã nghe câu chuyện của chị là người mạnh mẽ trong việc chống lại sự xâm lấn của Trung Cộng trong nhiều năm về trước. Chính vì điều đó rồi những cái bảo vệ về nhân quyền của chị đã thực hiện nữa, và chị đã bị nhà nước Cộng sản Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã kết án chị làm bản rất nặng nề với 10 năm. Trong khi đó chị là một người mẹ đơn thân phải nuôi dưỡng hai con thơ của mình. Xin cộng đồng quốc tế trong cũng như ngoài nước chúng tôi lưu tâm đến vấn đề này và ước mong những tổ chức nhân quyền trên thế giới nỗ lực để có thể cải thiện được tình hình nhân quyền tại Việt Nam cũng như trợ giúp cho những người đấu tranh dân chủ, những người giống như chị Nắm, mẹ Nắm Ngọc Châu Quỳnh trên đất nước Việt Nam. Chúng tôi xin thân ái kính chào tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe buổi hội luận của chúng tôi với mẹ của chị Nguyễn Ngọc Châu Quỳnh và hai con cũng như là chị Nguyễn Lan. Xin thân ái kính chào.